Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dàn audio, các dàn robot, các dàn audio đến từ nhiều nền tảng uy tín với chất lượng cũng như đến từ các sở dịch. Các bạn đừng quên ấn nút like, subscribe chia sẻ video để các bạn có thể cập nhật những dàn mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ với anh em. À, thế các bạn mới đây thôi thì em admin có chia sẻ với anh em về dự án để chúng ta nhận token PON. Đây là một trong những dự án lớn hơn đến từ nền tảng lần và đang được rất nhiều anh em ở trên kênh chúng ta theo. Ờ, đối với dự án tôn năm trước chúng ta làm vào ngày mùng 7 tháng 12 Ờ dự án ăn chia 100.000 đô giá trị token còn và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem là token đã về ví hay giá trị thế nào nhé hiện nay thì token đã phân phiếu phối cho chúng ta các bạn có thể vào trên ứng dụng ấn vào hình người ở góc trên cùng bên trái chúng ta chọn vào phần Reward Center chọn phần này các bạn ấn vào nút Redeem ấn vào Redeem để chúng ta cờ lam chúng ta sẽ cờ lam được hơn 70 77 token chính xác là 77 token trị giá là 77 đô nhé xin lỗi anh em trị giá là 6,43 đô ờ, và cái phần này thì anh em có thể dùng tính năng Converse Smart à, để chúng ta chuyển cái lượng Pol này sang BNB chúng ta có thể chuyển số dư nhỏ Pol sang BNB anh em nhé ta dùng tính năng Converse và vào Confit Confirm để chúng ta chuyển sang vì mình mới chuyển cách đây 6 giờ nên bây giờ không chuyển được nữa hoặc là có một cái cách khác đó là anh em có thể mua vào lượng pol chúng ta sẽ mua vào mua vào dùng 10 đô để mua sau đó mới bán ra à, chúng ta sẽ bán được nhé được chưa đó, đây là một cái rau rất là mới cho anh em mà mình xin chúc mừng tất cả anh em đã theo kèo của mình Ờ, lúc này đây thì mình sẽ chia sẻ với anh em về pro đối với dàn phone này cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn xin chào tiếp theo